ngày 28 tháng 12, kính các thánh anh hài tự đạo. Theo sách Phúc Âm của Thánh sự Matthew, khi Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlehem thì có các đạo sĩ từ phương Đông tìm đến thờ lạy Người. Họ đã đến với vua Herode và hỏi xem có thể gặp được vua Do Thái cũng là đấng cứu thế mới sinh ra ở đây không. Vua Herode là một bạo chúa độc ác và gian manh. Khi nghe các đạo sĩ nói về vị tân vương, ông bắt đầu lo lắng sợ mất ngai vàng của mình. Nhưng ông không cho các đạo sĩ biết điều ông đang suy nghĩ. Ông liền triệu tập các trưởng tế lại, rồi hỏi họ xem Kinh Thánh nói về đấng Mêsia sẽ sinh ra ở đâu. Và họ đã trả lời, tại Bethlehem. Hãy đi và tìm hài nhi này, ông vua độc ác nói với các đạo sĩ. Khi các khanh tìm thấy nơi Người ở, hãy về và tin cho trẫm hay. Sau đó trẫm cũng sẽ đến và triều bái Người. Và ba đạo sĩ đã lên đường. Họ đã gặp thấy Chúa Giêsu là đấng Mêsia và Đức Mẹ cùng với Thánh Giuse. Họ liền sắp mình thờ lạy Người và dâng kính Người lễ vật của họ. Lúc ấy trong một thị kiến, họ được báo rằng đừng trở về gặp Herode. Rồi một thiên thần đã hiện ra bảo Thánh Giuse, hãy đem hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. Bằng cách này, Thiên Chúa đã làm hỏng kế hoạch độc ác của Herode đối với Chúa hài nhi Giêsu. Khi Herode nhận ra các đạo sĩ đã không trở lại với mình, ông rất đỗi tức giận. Ông vốn là một người quỷ quyệt và bạo tàn, và giờ đây nỗi sợ bị mất ngai vàng lại càng làm cho ông thêm cuộn trí. Ông đã sai các binh lính của mình đi sát hại tất cả các con trẻ ở thành Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, hy vọng rằng sẽ giết được đấng Mêsia đang hiện diện giữa họ. Và quân lính đã thi hành lệnh truyền kinh khủng này. Có một nỗi đau lớn xảy ra trong thành Bethlehem vì các bà mẹ khóc than những đứa con nhỏ của họ bị sát hại. Các hài nhi này hôm nay được giáo hội tôn kính như các thánh tự đạo. Các ngài còn được gọi là các thánh anh hài. Chúng ta hãy nài xin các thánh anh hài bảo vệ các trẻ em khỏi mọi điều nguy hại. Chúng ta hãy xin các ngài thay đổi lòng dạ những người ủng hộ việc phá thai. Chúng ta cũng hãy cầu xin cho những người bỏ rơi hoặc lạm dụng các trẻ em.